Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi nói chuyện về một cái chủ đề, đó là viêm cầu thận cấp ở trẻ em. Và đây là một trong các cái bệnh lý cầu thận thường gặp nhất ở nhi khoa. Mục tiêu của bài viêm cầu thận cấp trẻ em là sau khi các em học cái bài này thì các em có thể chẩn đoán được một trường hợp viêm cầu thận cấp. Có thể chẩn đoán được một trường hợp viêm cầu thận cấp, nguyên nhân là hậu nhiễm liên cầu trùng, và các em có thể xây dựng được một cái chiến lược điều trị một trường hợp bị viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng, cũng như là xây dựng được một cái kế hoạch để theo dõi một cái trường hợp viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng. Phần trình bày sẽ bao gồm có 6 phần. Thì phần thứ nhất đó là định nghĩa. Viêm cầu thận cấp là gì? Viêm cầu thận cấp là một cái hội chứng lâm sàng bao gồm các cái triệu chứng như là phù, với những các đặc điểm của phù do cầu thận. Thứ hai đó là triệu chứng tiểu ích và tiểu máu. Thì trong đó triệu chứng tiểu máu là cái triệu chứng bắt buộc phải có trong cái hội chứng viêm cầu thận cấp. Trẻ có thể có tiểu đạm, nhưng mà thường cái mức độ tiểu đạm trong viêm cầu thận cấp thì nó ít và thường là dưới cái ngưỡng của hội chứng thận hư. Tăng huyết áp là một cái triệu chứng thường có trong hội chứng viêm cầu thận cấp, và một số trường hợp trẻ có thể có cái triệu chứng suy thận, tức là tăng ure huyết trong những ngày đầu. Thì trong cái định nghĩa của hội chứng viêm cầu thận cấp này thì chúng ta lưu ý rằng một số các triệu chứng cũng có thể gặp trong hội chứng thận hư, đó là phù, tiểu ích, tiểu đạm. Tuy nhiên trong hội chứng thận hư thì tiểu đạm là cái triệu chứng quan trọng, với một cái mức độ đạm trong nước tiểu rất là cao, gọi là ngưỡng thận hư, trong khi triệu chứng tiểu máu thường là không có, hoặc nếu có thì chỉ là một cái tiểu máu vi thể và thoáng qua thôi. Triệu chứng tăng huyết áp cũng thường không có trong hội chứng thận hư trẻ em cũng như là suy thận. Thì điều đó giúp cho các em phân biệt được một cái trường hợp viêm cầu thận cấp với một cái trường hợp hội chứng thận hư ở trẻ em. Chúng ta qua phần thứ hai, đó là nguyên nhân. Trong phần nguyên nhân thì chúng ta sẽ thảo luận về cái chuyện, về ba phần. Phần thứ nhất đó là cái phân loại nguyên nhân của hội chứng viêm cầu thận cấp. Thứ hai đó là các cái triệu chứng của hội chứng viêm cầu thận cấp chung, và sau đó là chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những nguyên nhân thường gặp nhất của viêm cầu thận cấp trẻ em, đó là viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng. Về xếp loại nguyên nhân của hội chứng viêm cầu thận cấp thì có thể xếp loại theo hai cái phương pháp. Cái cách phân loại thứ nhất đó là người ta xếp loại sau khi có kết quả giải phẫu bệnh, thì dựa vào và người ta sẽ xếp theo các cái phân loại như sau. Thứ nhất đó là một cái viêm cầu thận cấp mà có lắng đọng phức hợp miễn dịch, thì trong nhóm này viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng là cái nguyên nhân thường gặp nhất. Ngoài ra chúng ta còn có cái trường hợp viêm thận do lipid, viêm thận do hemoxylase, viêm thận bệnh cầu thận IgA, hoặc là viêm cầu thận tăng sinh màng nguyên phát tiếp 1, vân vân. Cái nhóm thứ hai đó là một cái hội chứng viêm cầu thận nhưng mà không có lắng đọng phức hợp miễn dịch, người ta gọi là polyimmune. Thì trong nhóm này thì có một số nguyên nhân, ví dụ như là viêm mạch máu thận tự giới hạn với kháng thể ANCA dương tính, viêm mạch máu hệ thống với ANCA dương tính, hoặc là những trường hợp viêm mạch máu mà ANCA âm tính. Trường hợp thứ ba đó là người ta xếp vào cái nhóm là bệnh lý có kháng thể kháng màng đáy cầu thận. Điển hình trong nhóm này đó là bệnh Goodpasture hoặc là hội chứng Goodpasture. Ngoài ra chúng ta nếu chúng ta trong trường hợp chúng ta chưa có sinh thiết thận thì cái việc phân loại của hội chứng viêm cầu thận cấp sẽ dựa vào cái nguyên nhân, tức là nguyên nhân gây ra cái hội chứng viêm cầu thận cấp này. Thì có 4 nhóm, nhưng mà trong đó thì các em đặc biệt lưu ý đến hai cái nhóm chính, đó là nhóm thứ nhất đó là một cái viêm cầu thận cấp sau một cái nhiễm trùng. Thì trong cái nhóm này thì liên cầu trùng tan huyết beta nhóm A là cái nguyên nhân thường gặp nhất.
Ngoài cái viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng tăng huyết beta nhóm A thì chúng ta còn có thể gặp các cái loại tác nhân khác. Thì trong các tác nhân khác thì mình xếp vào theo nhóm đó là vi trùng, siêu vi trùng, ký sinh trùng, nấm hoặc là rickettsia. Thì trên bảng là các cái nguyên nhân có thể gặp, có thể gây ra viêm cầu thận cấp của hậu nhiễm trùng. Nhóm nguyên nhân thứ hai mà các bạn phải nhớ, và đây cũng là một trong những cái phần chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt giữa một cái ca viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng với một cái trường hợp thứ hai này, đó là bệnh hệ thống. Thì trong đó lipid ban đỏ hệ thống là một trong những nguyên nhân thường gặp trên lâm sàng. Ngoài ra còn có thể gặp cái viêm cầu thận trong cái bệnh cảnh hay Hennox-Scholan hoặc là hội chứng Goodpasture. Và cái nhóm nguyên nhân thứ ba là nhóm nguyên nhân tiên phát, ví dụ như là viêm cầu thận tăng sinh màng nguyên phát hoặc là bệnh thận IgA hay còn gọi là bệnh Bẹt cơ. Nhóm nguyên nhân thứ tư là những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là hội chứng Guillain-Barré hoặc là sao chích ngừa, vân vân. Thì trong phần chẩn đoán nguyên nhân này, như đã nói ở trên, thì sinh viên đặc biệt quan lưu ý phân biệt hai nhóm nguyên nhân ban đầu, đó là thứ nhất là hậu nhiễm và thứ hai đó là nhóm nguyên nhân do bệnh lý hệ thống. Bởi vì hai nhóm bệnh này thì về mặt điều trị cũng như là tiên lượng thì hoàn toàn khác nhau. Bảng trên đây liệt kê lại các cái tác nhân có thể gặp trong cái viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng. Thì chúng ta sẽ có bốn nhóm là vi khuẩn, virus, ký sinh trùng cũng như là nấm, rickettsia. Thì trong đó một cái viêm cầu thận sau một cái nhiễm trùng ngoài da hoặc là nhiễm trùng ở họng do liên cầu tăng huyết beta nhóm A là cái nguyên nhân mà thường gặp nhất. Chúng ta qua phần thứ hai trong cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ nói về cái viêm cầu thận cấp chung. Làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán được một cái trường hợp viêm cầu thận cấp? Thì theo như định nghĩa thì viêm cầu thận cấp là một hội chứng bao gồm có phù, cái kiểu phù thận, có tiểu ít, có tiểu máu, có tiểu đạm, có tăng huyết áp và đôi khi có suy thận trong những ngày đầu. Như vậy các cận lâm sàng nào sẽ giúp chúng ta chẩn đoán cái hội chứng này? Thì chúng ta cần phải chứng minh rằng cái đứa bé của chúng ta, ngoài các triệu chứng lâm sàng như đã nói, thì cái tiêu chuẩn quan trọng nhất đó là trẻ có một cái tiểu máu và cái nguồn gốc là từ cầu thận. Và đối với cái việc chứng minh cái tiểu máu từ cầu thận này thì có một cái xét nghiệm rất là đơn giản, là chúng ta sẽ làm xét nghiệm tổng soi cặn lắng nước tiểu hoặc là soi nước tiểu trực tiếp. Thì trong cái soi nước tiểu trực tiếp này thì chúng ta sẽ tìm một cái dạng định dạng hồng cầu để chứng minh rằng cái hồng cầu trong nước tiểu của bệnh nhân này là một cái hồng cầu xuất phát từ cầu thận. Thì lúc đó nó sẽ là một cái dạng hồng cầu được gọi là hồng cầu biến dạng hay còn gọi là dysmorphic, chiếm đại đa số, và chúng ta có thể tìm được cái trụ hồng cầu trong nước tiểu của bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta sẽ làm xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu. Thì trong viêm cầu thận cấp trẻ vẫn có triệu chứng tiểu đạm, nhưng mà cái ngưỡng tiểu đạm này thường thấp và dưới cái ngưỡng của hội chứng thận hư. Sau khi chúng ta chẩn đoán trẻ là hội chứng viêm thận cấp thì chúng ta có thể làm thêm các xét nghiệm khác để tìm nguyên nhân của hội chứng viêm thận cấp này, ví dụ như làm kháng thể kháng liên cầu, làm xét nghiệm định lượng bổ thể C3, bổ thể C4, làm xét nghiệm kháng thể kháng nhân hoặc là anti-dsDNA. Thì cái phần chẩn đoán nguyên nhân và phần chẩn đoán của viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng sẽ được nói sâu ở phần sau. Slide này là những cái hình ảnh minh họa cho các bạn về cái trường hợp mà tiểu máu có nguồn gốc từ cầu thận. Chúng ta có thể nhìn cái hình bên tay phải, thì đây là những cái dạng hồng cầu xuất hiện trong nước tiểu của bệnh nhân khi có bệnh lý cầu thận. Thì hồng cầu khi nó đi qua ba lớp của màng lọc cầu thận thì sẽ dẫn đến hiện tượng là biến dạng và tạo lên những cái dạng hồng cầu bất thường như trên bảng. Thì khi chúng ta nhìn vào cái lam mà có nước tiểu để làm cặn lắng nước tiểu của bệnh nhân thì chúng ta nhìn thấy
hình số 1 và hình số 2 chúng ta có thể phân biệt hai cái nhận thấy cái sự khác nhau giữa hai cái gram này. Đối với hình thứ hai thì các hồng cầu xuất hiện trong nước tiểu của bệnh nhân này rất là đồng dạng với hình dĩa rất là đều, thì đây là một cái trường hợp tiểu máu do nguyên nhân ngoài cầu thận có thể xuất huyết trong đường tiểu. Còn trong cái hình số 1 là cái hình ảnh minh họa cho một cái trường hợp tiểu máu từ cầu thận với cái dạng hồng cầu biến dạng to nhỏ bất thường, dạng hình chùy, hình số 8 vân vân. Thì đây là cái hình ảnh của một cái trường hợp tiểu máu do nguyên nhân bệnh lý cầu thận. Và đây là cái hình ảnh minh họa lại cho chúng ta về hai cái dạng tiểu máu này. Một cái dạng đó là tiểu máu cho nguyên nhân ngoài cầu thận ở bệnh lý đường tiểu. Đó là những cái hồng cầu rất là đồng dạng như thế này. Và một bên đó là một cái trường hợp tiểu máu mà do nguyên nhân là bệnh lý cầu thận với các hồng cầu rất là thay đổi rất là nhiều. Và trên một cái gram, trên một cái quang trường như vậy sẽ có hơn 80% các cái hồng cầu biến dạng để kết luận đây là một cái trường hợp tiểu máu cho nguyên nhân bệnh lý cầu thận. Đây cũng là một cái hình ảnh khác về một cái trường hợp tiểu máu cầu thận so sánh với một trường hợp tiểu máu do nguyên nhân ở ngoài cầu thận với các hồng cầu rất là đồng đều, rất là đồng dạng. Và đây là hình ảnh minh họa cho cái cơ chế của sự biến dạng hồng cầu trong các bệnh lý cầu thận. Thì hồng cầu từ trong nội mạch khi mà để xuất hiện trong nước tiểu thì sẽ đi qua ba lớp của màng lọc cầu thận và như vậy dẫn đến cái sự biến dạng thay đổi kích thước hình dạng của hồng cầu, và đây là cái nguồn gốc cho cái sự xuất hiện của hồng cầu dysmorphic, tức là hồng cầu biến dạng trong nước tiểu ở các cái bệnh lý cầu thận nói chung và bệnh lý viêm cầu thận cấp nói riêng. Sau đây thì chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những cái bệnh cảnh viêm cầu thận cấp thường gặp nhất ở nhi khoa, đó là viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng. Thì viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng xảy ra sau một cái nhiễm liên cầu khuẩn tan huyết beta nhóm A dòng độc thận M-TIP, thì có rất nhiều huyết thanh như trên slide các bạn thấy có thể gây ra cái bệnh cảnh viêm cầu thận cấp. Vị trí nhiễm thì sẽ có ở hai nơi, đó là một cái nhiễm trùng da do liên cầu hay là một cái viêm họng do liên cầu. Và cơ chế nào mà một cái viêm họng hay là một cái viêm da lại gây ra một cái bệnh lý viêm cầu thận cấp, thì được đây trường hợp này được giải thích là đây là một cái cơ chế do bệnh lý miễn dịch. Trên bảng là một cái sơ đồ minh họa cho một cái bệnh lý cho một cái bệnh lý mà liên quan đến cơ chế miễn dịch do cái tác nhân từ do vi trùng hoặc là virus từ bên ngoài. Thì khi có tác nhân do vi trùng xâm nhập vào thì sẽ xảy ra một cái hiện tượng đáp ứng miễn dịch. Và hiện tượng đáp ứng miễn dịch này có thể thông qua hai cơ chế là miễn dịch dịch thể thông qua cái kháng thể IgG và IgA, hoặc là thông qua cái đáp ứng miễn dịch tế bào thông qua các cái lympho T. Và trong cái đáp ứng miễn dịch này sẽ tạo nên một cái hiện tượng gọi là lắng đọng phức hợp miễn dịch. Hiện tượng lắng đọng phức hợp miễn dịch kèm theo sự tham gia của các yếu tố khác như là bổ thể, các yếu tố hoạt hóa mạch máu, các cytokine thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng các cái hiệu quả trên tế bào. Đối với tế bào thì sẽ gây ra hai cái đáp ứng chính trên tế bào. Và nói ở thận thì đó là các tế bào cầu thận như là nội mô, trung mô hoặc là tế bào có chân giả. Thì hai hiện tượng này bao gồm có hiện tượng tăng sinh tế bào viêm và hiện tượng xơ hóa, và sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp trên cái tế bào đích, và ở đây đó là cầu thận. Làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán được một cái viêm cầu thận là do hậu nhiễm liên cầu? Thì đây là cái bảng để những cái tiêu chuẩn để chứng minh rằng một cái bệnh căn là do nhiễm trùng thì có rất nhiều tiêu chuẩn. Trong đó có một cái tiêu chuẩn quan trọng là các bạn thấy là chúng ta phải nhuộm được kháng nguyên hay kháng thể hay phức hợp kháng nguyên kháng thể của tác nhân đặc hiệu trên cái mẫu sinh thiết thận của chúng ta ở cầu, có nghĩa là trên cầu thận. Thì đối với cái tiêu chuẩn này hiện tại là chúng ta có thể gặp khó khăn,
là khi sinh tiết thận chúng ta có thể không nhuộm được cái trực tiếp kháng nguyên hoặc kháng thể hoặc phức hợp kháng nguyên kháng thể của liên cầu trong cái cầu thận của bệnh nhân. Và điều này dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ không có một cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng. Thì cái phần chẩn đoán sẽ được nói ở những slide sau. Và đây, slide này chúng tôi liệt kê ra cho các bạn thấy các cái tiếp huyết thanh của các cái loại liên cầu có thể gây và cũng như là cái vị trí nhiễm của các cái loại liên cầu gây ra viêm cầu thận cấp ở trẻ em. Sau đây chúng ta sẽ qua cái phần triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng của viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng thì chúng ta coi qua cái phần dịch tễ. Tuổi thường gặp của viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng đỉnh điểm là ở các cái bé trước khi đi học hoặc là những năm đầu sau khi đi học. Cụ thể là khoảng 4, 5, 6, 7 tuổi. Những cái trẻ quá nhỏ như dưới 2 tuổi thì tỷ lệ mắc bệnh chỉ có là dưới 5%. Còn đối với người lớn trên 40 tuổi thì tỷ lệ mắc bệnh là 5 đến 10%. Thì sau khi mà nhiễm liên cầu khuẩn ở họng hoặc ở da, có phải là tất cả các cái trẻ đều bị viêm cầu thận cấp hay không? Thì hai cái tỷ lệ phía sau sẽ cho chúng ta thấy rằng đối với cái tỷ lệ tấn công chung của chủng hướng thận, tức là kể cả nhiễm từ da hoặc là ở viêm họng, thì cái tỷ lệ mà gây ra viêm cầu thận cấp là 15%. Còn đối với trường hợp mà viêm cầu mà một cái nhiễm streptococcus sau một cái viêm da mủ ở nhóm 49 thì tỷ lệ mắc bệnh là khoảng 25%. Về triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng thì giống như định nghĩa chung của các trường hợp viêm thận cấp khác thì sẽ có phù, tiểu ích, tiểu đỏ đối với những trường hợp có tiểu máu đại thể và tăng huyết áp. Thì do cái triệu chứng tiểu ích, triệu chứng phù của bệnh nhân thường là nhẹ, kín đáo, rất là ít, cho nên đôi khi cái trẻ có thể bỏ qua cái triệu chứng phù này, thân nhân có thể không nhận ra và không đưa đến trẻ đến khám bệnh viện chỉ vì một cái phù rất là nhẹ ở mắt. Triệu chứng tiểu ích thì thường lại là ít, là rất là chủ quan và bệnh nhân không có đo cái lượng nước tiểu cụ thể, cho bệnh nhân cũng rất là ít trường hợp đến khám bệnh viện vì tiểu ích. Chỉ có khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 2 các trường hợp bệnh nhân có tiểu máu đại thể thì trẻ sẽ đi khám bệnh ngay vì tiểu đỏ. Nhưng 1 phần 2 cho đến 2 phần 3 các trường hợp còn lại mà không có tiểu máu đại thể thì trẻ cũng sẽ không đi khám bệnh. Như vậy, tình huống cuối cùng là trẻ có thể đến bệnh viện trong cái bệnh cảnh là biến chứng của bệnh. Đây là những cái triệu chứng, đây là cái tình huống mà biến chứng do tăng huyết áp mà ra. Đó là những trường hợp đến bệnh viện trong tình trạng co giật do biến chứng bệnh não do tăng huyết áp hoặc khó thở, thở mệt do hiện tượng suy tim, phù phổi cấp. Đó là những cái biến chứng của viêm thận cấp. Như vậy tóm lại, tình huống đến khám với chúng ta có thể là một cái phù kín đáo, phù mặt kiểu phù thận đơn thuần, hoặc là vừa phù vừa tiểu đỏ, hoặc đến khám chỉ vì tiểu đỏ, hoặc tình huống cuối cùng là trẻ đến khám vì các biến chứng của bệnh như là co giật hoặc là phù phổi do các biến chứng do tăng huyết áp nặng gây ra. Đây là những cái hình ảnh minh họa của một trẻ viêm thận cấp được nhập bệnh viện. Thì chúng ta có thể nhận thấy triệu chứng phù của cái em bé này thì không có quá rầm rộ, một cái phù rất là kín đáo nhẹ ở mặt. Song song với cái phù thì trẻ có xuất hiện cái triệu chứng tiểu máu, tiểu đỏ đại thể, và cái triệu chứng tiểu đỏ này nó mang cái đặc điểm của tiểu máu do cầu thận, tức là một cái tiểu đỏ toàn dòng, không có máu cục và kèm theo trẻ không có đau, không có tiểu gắt, không tiểu buốt, không rối loạn đi tiểu, không có sốt và có tiểu đạm kèm theo, cho nên cái nước tiểu bệnh nhân có rất nhiều bọt như thế này. Thống kê của các tác giả khác về cái tần suất của các cái triệu chứng lâm sàng của viêm cầu thận cấp hậu nhiễm thì chúng ta nhìn thấy theo tác giả Nicholson và cộng sự thì
triệu chứng phù được ghi nhận ở 85% các trường hợp, có nghĩa 15% các trường hợp người ta không ghi nhận được phù lúc nhập viện. Triệu chứng tiểu đỏ, tức là tiểu máu đại thể, tương tự như chúng ta là khoảng 1 phần 3 các trường hợp. Tăng huyết áp thì gặp trong 60 đến 80% các trường hợp, có nghĩa là tăng huyết áp là một cái triệu chứng rất rất là thường gặp. Triệu chứng ứ trệ tuần hoàn gặp trong 20% các trường hợp, và 10% các trường hợp nhập viện có triệu chứng thần kinh trung ương, và dưới 1% các trường hợp nhập viện có suy thận cấp cần phải lọc máu. Bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta có thể chẩn đoán một ca viêm cầu thận cấp hậu nhiễm viêm cầu trùng? Sau khi các cái triệu chứng lâm sàng cộng như xét nghiệm nước tiểu có hồng cầu dysmorphic, có triệu chứng tiểu đạm và chúng ta loại trừ hội chứng thận hư, thì chúng ta chẩn đoán đó là một cái trường hợp viêm cầu thận cấp. Về nguyên nhân của hậu nhiễm, để chẩn đoán một ca là hậu nhiễm liên cầu trùng thì chúng ta lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, chúng ta xem coi trẻ có cái triệu chứng toàn thân hay không, tức là có triệu chứng của tổn thương đa cơ quan để loại trừ cái nhóm mà bệnh lý hệ thống. Trong trường hợp trẻ trước giờ không có tiền sử mắc bệnh gì và chúng ta khám không có một cái triệu chứng tổn thương cơ quan nào hết ngoài thận, thì chúng ta tìm bằng xem coi cái trường hợp viêm cầu thận cấp của chúng ta có giống với một cái trường hợp hậu nhiễm liên cầu hay không, bằng cách thứ nhất là chúng ta tìm các cái bằng chứng của nhiễm liên cầu. Thì việc tìm bằng chứng nhiễm liên cầu sẽ bằng cách là hỏi cái tiền sử có viêm họng hoặc viêm da, nhưng mà phải có một cái khoảng thời gian trước khi có triệu chứng của bệnh thận là 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên cái việc mà bệnh nhân có viêm họng hay viêm da trước đây hoặc là không có thì cũng không giúp chúng ta kết luận hay là phủ nhận. Nếu như trẻ đang có dấu hiệu viêm họng hay là nhiễm trùng da thì chúng ta có thể phết họng hay là phết da để đi soi và cấy vi trùng. Tuy nhiên phần lớn trên lâm sàng là khi đến với triệu chứng viêm thận cấp thì cái viêm họng và viêm da cũng đã hết. Chúng ta có thể xét nghiệm máu để tìm các kháng thể kháng liên cầu trong máu của bệnh nhân, ví dụ như kháng thể anti-streptolysin. Thì tuy nhiên cái kháng thể kháng liên cầu trong máu của bệnh nhân có thể dương tính nhưng cũng có thể âm tính và chúng ta cũng không có loại trừ được. Trong trường hợp dương tính thì chúng ta không có chứng minh được cái mối liên hệ giữa cái việc nhiễm liên cầu này và cái bệnh cảnh viêm cầu thận cấp hôm nay. Còn trong trường hợp âm tính thì viêm thận cái nhiễm liên cầu ở da hoặc là ở họng thì nó có thể cho cái xét nghiệm ASO, cái độ nhạy đối ASO có thể khác nhau. Thì trong cái slide kế tiếp sẽ có cái minh họa cho chuyện này. Cuối cùng thì cái mà có giá trị nhất đối với chúng ta hiện tại đó là chúng ta định lượng, hãy định lượng bổ thể và C3 và C4. Thì chúng ta chờ đợi cái kết quả là bổ thể C3 sẽ giảm, C4 sẽ bình thường. Và cái việc giảm bổ thể này chỉ tạm thời, C3 máu sẽ trở lại bình thường sau một khoảng thời gian có thể là 4, 6 và tối đa là 8 tuần thì C3 máu sẽ phục hồi hoàn toàn. Và đây là cái bảng minh họa cho việc đáp ứng huyết thanh đối với kháng thể kháng liên cầu. Trong đó cái anti-streptolysin là cái kháng thể ASO rất thường được thử trên lâm sàng thì sẽ dương tính trong trường hợp viêm họng. Nhưng mà nếu nhiễm trùng từ da thì cái anti-streptolysin có thể âm tính, thì lúc đó chúng ta phải thử thêm các cái kháng thể khác. Vậy thì tại sao trong viêm thận cấp hậu nhiễm trùng thì bổ thể C3 giảm mà bổ thể C4 không giảm, trong khi bệnh cảnh mà chúng ta thường phải chẩn đoán phân biệt khi có tổn thương nhiều cơ quan đó là lipid ban đỏ hệ thống thì C3 và C4 cùng giảm? Thì chúng ta sẽ xem lại cái sơ đồ về hoạt hóa bổ thể. Thì đối với lại trong cái bệnh thận mà do lipid thì cái việc hoạt hóa bổ thể nó sẽ đi theo con đường cổ điển. Và khi đi theo con đường cổ điển thì sẽ có sự tham gia của C4, C2, C3, C1, cho nên là sẽ dẫn đến cái việc giảm bổ thể cả C3 và C4. Trong khi cái viêm cầu thận cấp hậu nhiễm thì việc hoạt hóa bổ thể sẽ đi theo con đường bên.
và lúc đó chỉ có sự tham gia của C3, cho nên là chỉ có C3 giảm mà thôi. Thì đây là cái sơ đồ để giải thích cái việc mà bổ thể C3 giảm đơn thuần và C4 thường là bình thường trong viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng. Khi mà chúng ta thấy một ca viêm thận cấp với những đặc điểm như vậy, có bổ thể C3 giảm, không có triệu chứng khác, gợi ý bệnh khác, thì chúng ta có thể theo dõi một cái trường hợp viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng. Thì chúng ta sinh thiết thận như đã nói ở slide trước là không có nhiễm được phức hợp kháng nguyên kháng thể hoặc không nhuộm được kháng nguyên thích hợp để chẩn đoán xác định, cho nên chúng ta đa phần là chúng ta sẽ không sinh thiết thận mà chúng ta sẽ theo dõi diễn tiến của bệnh, và chính cái diễn tiến này sẽ giúp chúng ta chẩn đoán xác định một cái ca viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng. Thứ nhất, chúng ta nhìn vào sơ đồ. Sau khi ủ bệnh, khi trẻ có dấu hiệu bị viêm thận cấp, thứ nhất chúng ta trẻ bị phù và tiểu ích, thì cái dấu hiệu phù và tiểu ích này thường sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng 7 đến 10 ngày và thường là sẽ phải dưới 2 tuần. Trẻ bị tăng huyết áp thì chúng ta phải dùng thuốc để kiểm soát huyết áp, nhưng cái triệu chứng tăng huyết áp này thường không kéo dài quá 2 tuần. Trẻ tiểu đỏ, tiểu máu đại thể thì cái quá trình tiểu máu đại thể này cũng sẽ giảm dần và phục hồi hoàn toàn trước 3 tuần lễ. Bổ thể C3 máu sẽ giảm trong thời gian của viêm thận cấp nhưng sẽ phục hồi hoàn toàn trong khoảng 4, 6 hoặc tối đa là trước 8 tuần. Tuy nhiên, có những cái triệu chứng của phục hồi có thể chậm hơn, ví dụ như triệu chứng tiểu máu vi thể. Đối với tiểu máu vi thể thì có thể kéo dài tối đa là 1 năm, và triệu chứng tiểu đạm, có đạm trong nước tiểu thì sẽ giảm dần nhưng mà vẫn có thể tồn tại và sẽ khỏi trước 6 tháng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái diễn tiến này để chúng ta chẩn đoán một ca viêm thận cấp hậu nhiễm trùng. Như vậy thì khi nào chúng ta cần chỉ định sinh thiết thận? Như đã nói, đa phần các trường hợp viêm cầu thận cấp mà nếu là chúng ta nghĩ là hậu nhiễm trùng thì chúng ta sẽ không sinh thiết thận, vì cái viêm thận cấp đó sẽ phục hồi hoàn toàn sau một khoảng thời gian nhất định. Như vậy chúng ta chỉ sinh thiết thận trong 2 trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là ngay từ đầu cái trẻ có biểu hiện viêm cầu thận cấp nhưng kèm theo có một cái tình trạng suy thận cấp tiến triển, thì lúc đó chúng ta sợ rằng cái trường hợp này có thể nằm trong một cái thể lâm sàng viêm cầu thận tiến triển nhanh hay còn gọi là viêm cầu thận liền thể, thì trường hợp này phải được can thiệp sớm để tránh cái suy thận về sau. Cho nên chúng ta sẽ sinh thiết thận trong trường hợp này. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ sinh thiết thận nếu ngay từ đầu hoặc là qua quá trình theo dõi chúng ta thấy cái trường hợp viêm cầu thận cấp có vẻ như không phù hợp với một cái trường hợp hậu nhiễm viêm cầu trùng. Ví dụ như ngay từ đầu trẻ đã có cái dấu hiệu có bằng chứng của bệnh hệ thống. Ví dụ như là ngoài cái triệu chứng phù tiểu đỏ của tổn thương thận, trẻ có ban da, có sang thương da, có rụng tóc, có đau khớp, có thiếu máu hoặc có kháng thể kháng nhân dương tính, vân vân. Trường hợp thứ hai là trẻ có triệu chứng tiểu máu tái phát, tức là trẻ tiểu đỏ. Sau đó trẻ phục hồi hết hết tiểu đỏ nhưng mà vài tuần sau trẻ lại tiểu đỏ trở lại, rồi tiểu đỏ trở lại, thì đây là một cái diễn tiến không phù hợp với viêm thận cấp hậu nhiễm. Trường hợp thứ ba là trẻ sẽ có dấu hiệu là chậm đuôi bệnh, có nghĩa là cái diễn tiến mà nãy chúng ta coi trên cái slide trước đó thì các cái triệu chứng nó không diễn tiến theo đúng với cái quy trình mà chúng ta đã thấy. Ví dụ như là 2 tuần trẻ sau 2 tuần trẻ vẫn phù, vẫn tăng huyết áp, tiểu đỏ kéo dài quá 3 tuần hoặc là bổ thể C3 không trở lại bình thường sau 8 tuần, thì những trường hợp đó chúng ta sẽ cân nhắc để sinh thiết thận để đi tìm nguyên nhân. Hoặc là ngay từ đầu thì bổ thể bình thường, không có nằm trong cái nhóm mà bổ thể giảm của viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng. Chúng ta qua phần điều trị. Phần điều trị của một cái viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng thì chúng ta sẽ nói tới 2 cái điều trị. Điều trị thứ nhất là điều trị đặc hiệu, thì có vẻ như kháng sinh và kháng viêm corticoid, tức là ức chế miễn dịch, là điều trị đặc hiệu đối với viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng.
Tuy nhiên, đa số các trường hợp phần lớn sẽ không có chỉ định của corticoid, bởi vì đa phần các trường hợp viêm cầu thận cấp hoặc nhiễm trùng thì sẽ tự hồi phục và chúng ta không cần phải can thiệp với corticoid. Còn đối với kháng sinh thì kháng sinh thì chúng ta chỉ có ý nghĩa là điều trị để diệt các cái liên cầu còn sót lại để tránh lây lan trong cộng đồng, và chúng ta cũng không can thiệp vào cái diễn tiến của các triệu chứng viêm cầu thận cấp đã xảy ra. Chính vì vậy, chúng ta chỉ chỉ định kháng sinh penicillin G hay nhóm Macrolide để điều trị viêm họng hay viêm da do liên cầu trong trường hợp bệnh nhân còn triệu chứng, tức là chúng ta khám lâm sàng chúng ta thấy bệnh nhân còn triệu chứng viêm họng, còn triệu chứng viêm da hoặc trên cận lâm sàng thì chúng ta thể hiện điều đó thì chúng ta mới chỉ định, chứ chúng ta không có chỉ định kháng sinh cho tất cả các trường hợp. Như vậy, ngoài cái điều trị hai cái vấn đề này thì chúng ta còn lại chủ yếu chính trong cái điều trị viêm thận cấp là điều trị triệu chứng và chờ đợi sự phục hồi của các triệu chứng của viêm thận cấp. Và trong các triệu chứng để điều trị viêm thận cấp thì chúng ta nhớ đến hai cái vấn đề chính như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta nhớ đến cái việc phải kiểm soát huyết áp, bởi vì tất cả những cái nặng, cái trở nặng, cái biến chứng đều liên quan đến hai cái chuyện này. Thứ nhất, đó là cái chuyện tăng huyết áp nặng thì có thể gây nên bệnh não do tăng huyết áp hoặc suy tim cấp, phù phổi. Và cái chuyện thứ hai mà sinh viên cần nhớ đó là trong viêm thận cấp thì sẽ có một cái tình trạng đó là quá tải dịch, tức là dư dịch nội mạch. Cho nên chúng ta sẽ đánh vào hai cái vấn đề này. Thứ nhất là chúng ta sẽ hạn chế muối, natri cho bệnh nhân ăn lạc và hạn chế dịch nhập. Chúng ta sử dụng lợi tiểu quai là furosemide. Đối với tăng huyết áp thì chúng ta có thể sử dụng lợi tiểu quai. Chúng ta có thể sử dụng một cái nhóm thuốc giãn mạch qua cái nhóm thuốc ức chế kênh canxi là cái mà thường gặp trên lâm sàng, đó là nifedipine hoặc là nhóm thuốc ức chế men chuyển. Thì qua đó chúng ta thấy rằng lợi tiểu quai là furosemide là thuốc nên được lựa chọn đầu tay trong cái điều trị cái viêm cầu thận cấp hậu nhiễm. Ngoài ra, khi trẻ có cái biến chứng, khi trẻ đang trong cái tình trạng mà suy thận thì chúng ta cần quan tâm đến cái việc là tăng kali máu, trẻ có tăng kali máu hay không. Nếu có thì chúng ta phải hạn chế các thức ăn có kali, chúng ta phải sử dụng các cái thuốc để hạ kali máu, và khi cần không kiểm soát được bằng các phương pháp nội khoa thì chúng ta chỉ định lọc thận. Và cái thứ hai là các cái triệu chứng của nhiễm độc ure máu thì chúng ta sẽ hạn chế ăn những cái thức ăn có nhiều protein và chúng ta sẽ tiến hành lọc thận khi có chỉ định. Về phòng bệnh như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể phòng bệnh được viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng? Thì thứ nhất, chúng ta nhớ rằng trong cái phòng ngừa thì chính là chúng ta tránh bị nhiễm liên cầu khuẩn tăng huyết beta nhóm A. Thì hiện tại chúng ta không có vaccine để phòng ngừa cái nhiễm liên cầu khuẩn này, mà chúng ta phòng ngừa bằng cái phương pháp chính đó là chúng ta vệ sinh cá nhân, nâng mức sống, kinh tế, y tế, văn hóa, cải thiện môi trường sống. Và nếu chúng ta có viêm họng hay nhiễm trùng da mà nghi ngờ do liên cầu khuẩn thì chúng ta phải điều trị sớm bằng kháng sinh và chúng ta nâng cao thể trạng, nâng cao sức đề kháng để tránh bị nhiễm cái liên cầu khuẩn này. Còn đối với xử trí đối với trẻ viêm cầu thận cấp thì khi đã mắc bệnh viêm cầu thận cấp rồi thì trẻ cần phải đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, để được theo dõi, điều trị thật là tốt để phòng ngừa các cái biến chứng cấp. Mà nếu biến chứng cấp có thể xảy ra thì được xử trí kịp thời. Vì sau khi qua cái giai đoạn cấp thì trẻ bị viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng sẽ có một cái tiên lượng rất là tốt và không có cái những cái di chứng về sau. Thì phần trình bày của tôi tới đây là hết rồi. Xin cảm ơn sự theo dõi của các em.